cắt rau. Cắt rau cộng gì chứ có nhiêu đây, chứ cắt hoài có hoài luôn. Bây giờ gầm hơn xả đi. Hẹn làm gì hẹn? Để cá tóc dùng rồi. Chắc cho lên lại khác. Thì mình cắt mấy cái lá nghệ này, mình lót mấy cái xề. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm cái món thịt cuốn nấm chim châm. Đây là nấm chim châm. Mình nướng ăn với bánh hỏi. Mình mời cả nhà cùng làm thịt nướng nấm chim châm với mình cho vui nha. Thì mình cắt cái nấm chim châm này ra, mình bỏ cái gốc. Cái mình đem mình rửa sạch. Ra rồi mình dần cho nó thịt nó mềm mà nó thấm gia vị, nếu mình ướp với thấm gia vị. Mình mua thịt mình nướng thì mình lựa cục thịt nạc nó săn nó cứng về mình dễ sắt. Này miếng thịt mình không bự không thì mình sắt hai dao. Cho nó bự hồi dễ cứu. Mình đặt tỏi nhĩ ra cái mình ướp vô thịt. Có con heo mình, có heo. Heo heo mình. Tôi cái mặt. Đây tí xíu cái sữa tươi cho thịt mình nó mềm nữa ngon. Ướp vô đây miếng mật ong, này là mật ong. Còn này là gia vị của mình là gồm muối, đường, hạt nêm, dầu mè, dầu hào, nước tương, tương ớt nữa. Rồi mình ướp vô. Giờ mình trộn lên cho nó đều, đặng cho nó thấm nha. Này ra để hồi nó mình phi mình để lên bánh hỏi cho nó thơm đúng không? Ra đây có tầm dừa rồi. Mình tước vô cái mình cuốc mình lấy cây. Lại cho nó sạch cái lá.
mình rửa mấy con dừa mình cho sạch. Chào cả nhà. Giờ mình cuốn thịt. Hẹp thì nhúng lửa, đốt lửa rồi đặng hồi nó ra nước. Giờ mình cuốn thịt. Cái cọng nấm kim châm này nó hơi dài, tới mình cuộn lại, mình cuốn lại nhập đôi lại cho nó vừa. Nướng nấm gì chắc ăn chắc ngọt lắm. Thì mình để lên cái dĩ này mình nướng. Nhập lại. Để cầm như cái. Mình để lên mình nướng. Nướng nguyên dĩ gì mình khỏi tở thì vậy là mình cứ sâu cũng thể thôi. Chào cả nhà. Thịt của mình chín nè. Chào cả nhà. Đây con đặt rau cái mình cuốn lắm nha. Lên đây cái con bé ngang nè. Đánh đậu. Đặt nhanh nhanh để thôi. Thôi. Để thôi không kịp để cuốn. Rồi cho mẹ cái đọc đi. Đây. Cuốn rau gì mình ăn nó không có ngán, ăn nó ngon á. Mình thổi gấp rau. Đây mình vệ sinh rửa sạch sẽ rồi. Gào diếp cá. Diếp cá. Người ta gọi là diếp cá. Còn mình đây ở quê mình đọc là gấp cá. Mấy người ta còn là đọc gấp cá không à, gấp cá giống như gấp con cá ăn vậy. Còn mình là còn trong ấy nó kêu là diếp cá. Bánh cọng gào cho lú lú gà. Sẽ đẹp, xanh xanh. Mình xuống lú cọng gào ra. Nè, quế có rau húng. À rau răm, rau húng nướng nha. Rau húng cho nó lửa không lửa mà tầm con kia kìa, nay ăn được rồi. Giờ mình test cái hành hành thi của mình lên. Đi con làm nha mẹ. Mở hành. À mình test hai cái con hành. Con đẹp nha. Con hành nha. Ngon ha mẹ. Thơm ha, thơm phức lực. À con vớt hành, để hành nhiều nhiều ăn cho ngon. Anh hỏi mình có mỡ hành mới ngon. Anh hỏi gì đi đâm mỡ hành. Chứ không có mỡ hành không ngon. Cuốn rau ở giữa là ngon. Chứ anh thì có dưa leo nữa nha. Dưa leo mình thái trái. Chứ còn trái mình thái dưa leo. Mới bóp cầm nữa nè. Vàng à, vàng ấy chứ. Nước lên.
Rồi, chưa rồi. Sắp vàng rồi nè mẹ. Hả? Sắp vàng rồi. Sắp vàng hả? Không hay vậy ta. Okay. Nhanh nha. Ừ. Em bắt lại đây mày bạn. Thịt này ngon quá. Rồi thịt của mình chín rồi. Rồi mẹ nướng cái đây nắp. Đây. Thơm quá. Thơm nó ngon. Thơm. Thơm ngon. Nãy còn mấy miếng nấm chứ mình để lên đây luôn. Nấm. Nấm chân châm. Nấm chân châm. Cái này luôn con. Đây. Còn một sau nữa. Đó. Chút dạ. Chút dạ. Đó. Đẹp quá ta. Đẹp quá, ngon quá. Ăn thôi. À, xong rồi. À, xong rồi. Nghe mùi thơm đấy. Thơm quá. Hồi bảy miền Tây làm ngon quá. Đi ngồi. Dạ. Đang trên đá nè. Thấy chưa chứ. Một đôi cái người chờ. Để cho ăn đó. Trời lắm. Cái này con gấp. Mình gấp cái miếng thịt nướng. Cái này mình miếng cuốn bánh hải. À, thịt cuốn nấm chân châm của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Mời cả nhà ăn với mình. Bữa nay á mình muốn làm một bữa ăn để cho gia đình mình ăn. Lâu rồi mình không có làm bữa ăn cho gia đình. Bữa nay mình làm bữa ăn cho gia đình. Trong này cái nhạc nó không? Ừ, ngon quá. Ngon anh. Ngon. Ừ. Thịt nướng ngon. Ai làm anh? Cái vị của mẹ. Cái vị ngọc nướng của mẹ, cái vị thịt nướng của mẹ là con biết liền luôn á. Đó con học trên Sài Gòn là con đi cái quán ăn á, ra ngoài quán ăn á. Ờ, quán nhà cũng không có làm mà mẹ. Với lại đi đám đó mẹ. Cái nào mẹ làm là con biết luôn. Còn hay quá ha. Ngon lắm. Nướng ngon. Cái vị thịt nướng này nè là con đi ăn đâu rồi nhờ chưa được nha. Nay mình ngồi ra vườn bớp của anh Sáu ở trên bò cho á. Đây mới trái đồng tiên á. Vườn bớp mới. Vườn bớp mới. Đây là cái vườn bớp mới của mình. Đang cho trái. Trái dữ lắm, trái luôn. Đây trái nhỏ 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 nè. Đó, đây nè. Đây chút quá trời luôn nè. Có cái anh luôn nè. Có anh chị và các bạn nào muốn tham quan vườn bớp trắng của mình. Đây nữa. Đó, mình đang chuẩn bị cây con để mà trồng. Nếu như các chị nào có muốn nhu cầu trồng mướp rắn thì liên hệ với mình. Đây nè, nó mới ra, nó quấn quá trời nè. Mẹ tái đó mẹ. Mau bự ghê không? Ủa sao anh chị bò cho á? Trời giống gì à? Quá trời luôn. Là bò ra dũng luôn á, nó bò ra dũng tái luôn. Thả, anh phải chờ thêm ra để nó hụt, hụt là nó không tái được. Hụt là nó hùng gọt. Này mình gấp mình chừa cho mẹ mình. Nay có thằng Hiệp đi học về ghé mình chơi thì mình rủ Hiệp ở lại nướng thịt, phụ nướng thịt về cái ăn cho vui.
hẹp ai ra. Hương mời cả nhà ăn với con. Ngon. Để cho. Để ăn mà. Ăn cháo mập. Để ớt quá. Thật ngon á. Đúng rồi. Muối với nấm 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 kim châm. Nếu mà nấm kim châm ăn nó ngọt nó ngon lắm. Thật đó. Thật nó ngọt nữa nè. Ngon hay là cùng mà mình nướng lên thôi. Nó không có chẳng phải nấu canh như lên lãng nước nó vô mà rồi thịt ngon quá mẹ. Còn dằn dĩa thì dĩa dằn dĩa để tôi có đói bụng tôi nữa đi ăn cơm. Chấm cũng đẹp để không chấm gì còn con chấm mít đó mẹ. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Và bây giờ gia đình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào, tạm biệt, hẹn gặp lại nha.